Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian dài gắn bó với chiến khu Việt Bắc suốt từ năm 1941 cho đến năm 1954. Do vậy, người luôn dành tình cảm cũng như sự quan tâm đặc biệt của mình đối với đồng bào các dân tộc nơi đây. Ông Quán Trị Khàng, một cựu chiến binh người dân tộc Nùng ở Cao Bằng, đã có vinh dự gặp Bác Hồ khi người về thăm lại Bác Bó, căn cứ địa cách mạng một thời. 1961, tôi cũng vừa tròn 17 tuổi và được gặp Bác lần đầu tiên. Mà trông thấy Bác rất là giản dị, ăn mặc, tức là với một cái chiếc áo kaki, tức là bốn túi cũng đã phai màu, với chào với đồng bào nhân dân trong thôn Bác Bó. Rồi khi đến rồi, Bác cũng đi bắt tay rồi lại đưa cho cụ ông cụ bà mỗi người từng điếu thuốc, rồi xong Bác mới lên cái bục, tức là nói chuyện với đồng bào nhân dân thôn Bác Bó. Cuộc gặp bất ngờ và ngắn ngủi nhưng đã tạo ra một dấu ấn sâu sắc đối với ông Khàng cũng như bà con nơi đây. Lúc đó là vận động nhân dân vào hợp tác xã làm ăn tập thể, mà lúc đó Bác muốn gợi ý là vào làm ăn tập thể mới có cơ sức mạnh, mới có sức đoàn kết. Thì Bác có sử dụng bằng một cái bó đũa, tức là lấy một chiếc về bẻ cung gáy, hai chiếc bẻ cung gáy, ba chiếc kẻ cung gáy, Bác cùng cả năm về bẻ cung gáy nữa. Đó là thể hiện về sự đoàn kết thì mới thành công. Cuộc meeting làm xong thì Bác Hồ lại vào thăm, vào đầu nguồn thăm hang, mà trong lúc đó Bác lại trồng cây trúc, tức là làm kỷ niệm cho, tức là thôn Bác Bó để nhớ Bác Hồ, và Bác Hồ sống mãi mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Bác vào đến đây, Bác ngồi ở đầu nguồn, Bác làm một cái bài thơ: 20 năm trước ở hang này, Đảng vạch con đường đánh người Tây, lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu, non sông gấm vóc có ngày nay. Được tin Bác Hồ đã vĩnh biệt để xa nhân dân, cho nên nhân dân Bác Bó cũng rất là cảm động, mọi người cũng khóc. Mà nhân dân Bác Bó tổ chức làm cái lễ truy điệu Bác, tức là làm tại bãi cát suối Lenin. Và trong hôm ấy làm lễ truy điệu thì mọi người cũng phải kéo đến để mà dự lễ. Mà nhân dân thôn Bác Bó làm một cái nhà tang, tức là theo dân tộc tập quán của dân tộc Nùng, làm một cái nhà tang cho Bác. Rồi mọi người đến và thắp hương, quỳ xuống, đổi khăn tang, rồi gắn ngay miếng vải tang Bác, tức là vần đỏ vần đen vào cái ngực. Đó là tình cảm của nhân dân Bác Bó đối với Bác Hồ. Nước mắt lăn xuống thôi, thì không biết nói gì hơn, bởi vì tình thương Bác như là thương bố thương mẹ của mình. Toàn thể đồng bào nhân dân thôn Bác Bó quyết tâm thực hiện theo lời Bác dặn, tức là thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết, thành công và đại thành công.